Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu các ví dụ. Cái dạng này chúng ta nói về các vấn đề lý thuyết thôi. À, như vậy chúng ta sẽ chủ yếu là nhắc lại cái lý thuyết nhé. Nhất chúng ta này tìm hiểu thứ nhất này, mỗi khẳng định sau là đúng hay là sai. Rồi, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau, theo các em đúng hay sai nhỉ? Hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, ví dụ như này nhé, đường thẳng này, đường thẳng A nhé, hiểu chưa? À, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng ba, ví dụ đường thẳng B, đó, đường thẳng B đây, A vuông B chưa? Đúng không nào? Hai đường cùng vuông góc đường thứ ba, đây ví dụ đây C đây, đây kéo dài ra đây, C đây cũng vuông A đây, thì rõ ràng B không song với C đúng không nào? À đúng, nhưng mà nó chỉ đúng ở trong mặt phẳng thôi, còn trong không gian thì không được nhá. Ví dụ như này, ở đây cũng có thể một cái đường thẳng khác nhá, như này nhé, với đường thẳng D chẳng hạn, D cũng vuông góc với lại A, hiểu chưa? Trong không gian mà, có nghĩa là B và D nó không cùng mặt phẳng, thì hai đường thẳng B và D là hai đường thẳng sẽ không song song với nhau đâu, nó là hai đường thẳng chéo nhau. Hoặc kể cả đây có một đường thẳng như này đấy, đấy được chưa nào? E chẳng hạn, đường thẳng E, đường thẳng E này cũng vuông góc với A, nhưng E và B lại có thể cắt nhau, hiểu chưa? Thì như vậy ở cái khẳng định này chúng ta thấy nhận xét của chúng là không được nhá, nó là đáp án sai, B là sai nhá, không đúng được đâu, hiểu chưa nào? Tiếp tục này, chúng ta đến mục thứ hai, hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì vuông góc với nhau. À, chắc chắn cái này sai rồi, không vuông góc được đúng không? Chúng ta đã có minh họa đây rồi nhá, cái này sai luôn, được chưa nào? Các bạn hình dung chưa? Nhớ là không gian nó khác một phẳng một chút, là chúng ta thấy là hai đường thẳng đó có thể không cùng trong một phẳng đây này, hoặc như này này, hoặc là E, D, B và E cũng có thể là thuộc cùng một phẳng, cùng vuông góc với lại A, nhưng mà nó vẫn cắt nhau, hiểu chưa?